Xin chào cả nhà, mình là Mai đây, mời cả nhà cùng ăn trưa với mình nha. Bữa nay thì chỉ có một mình ở nhà thôi, nên mình chỉ ăn ăn mì nè. À, ăn mì và một số loại rau củ như thế này thôi. À, mời cả nhà cùng ăn với mình thử một miếng ớt chuông vàng nha mấy bạn. Cắm mayonnaise ngon. Này là màu xanh. Này là màu đỏ nha cả nhà. Giòn nhất là màu xanh. Nhưng mà cái mà mình cảm giác ăn ngọt nhất, ngon nhất là cái màu vàng. Này là cải thảo. Tay mình rửa rồi nha. Là tươi và ngọt. Còn đây là khô lương lắm các bạn. Mình sẽ chấm với nước sạch. Ngon. Ăn miếng mì nha ngon quá. Một cục thịt. Ngon quá cả nhà. Thôi, mình ăn đến đây thôi nha. Nếu mà thèm thì đi làm một tô mì ăn nha.